đời bây giờ rắc rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thân nhiều, một ước muốn vây nhưng khát khao này còn đâu. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy mỗi cùng tôi, we are super hero. Ngoài kia bao nhiêu trong bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Anh hùng không phải ở đâu xa, mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước, nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lưu. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are superhero. Ngoài kia bao nhiêu tông bão vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thân nhiều, một ước muốn vây nhưng khát khao này còn đâu. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are superhero. Ngoài kia bao nhiêu trong bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta.
anh hùng trong